chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa đẹp xuất sắc của hãng loa Yamaha có mã số NS700X Monitor. Này đây cánh tay xin chào đón người. Này đây có cây xanh gợi ý tình. Này đây gió mây nghe hôn tái sinh. Này đây cánh hoa xin dâng đến người. Để nhìn nở hoa trong vạn tiếng cười. Ẩm vang suối reo như dãy núi rừng. Để chim hót ca theo từng bước chân. Này hơi chết chín hơn ngọt quá. Cặp loa Yamaha NS700X Monitor này đẹp xuất sắc. Loa có 3 đường tiếng gồm 1 bát 32, màng carbon, gân lụa, 1 trung và 1 tép. Loa cho tiếng bát rất uy lực. Quý vị và các bạn có cảm giác như đang ngồi bên cạnh một chiếc super bát. Dù bát mạnh nhưng tiếng trung và tiếng tép không bị mờ. Và ngược lại, trung và tép của NS700X này nên rất sáng. Loa Yamaha NS700 có kích thước rộng 38, sâu 34 và cao 68 cm, trở kháng loa 6 ohm, công suất 200W, loa dễ ghép âm ly và cho tiếng bass rất uy lực. Chi tiết xin mời quý vị liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cạnh cổng công an huyện Đông Anh, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0984 285 477. Cặp loa Yamaha NS700X Monitor đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 12.200.000 đồng. Hạnh phúc đã không còn nữa, chọn niềm mơ ước.